với mức thưởng Tết Nguyên Đán Quý Mão cao nhất lên đến hơn 1 tỷ đồng. Đà Nẵng hiện là nơi có doanh nghiệp chi thưởng dẫn đầu cả nước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, cũng như mọi năm, năm nay mức thưởng vẫn có sự chênh lệch khá lớn giữa các loại hình doanh nghiệp. Tính đến ngày 22 tháng 12, đối với tiền thưởng Tết dương lịch năm 2023, các doanh nghiệp FDI có mức tiền thưởng cao nhất là hơn 161 triệu đồng. Trong khi các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, mức tiền thưởng cao nhất là 2 triệu đồng. Đối với tiền thưởng Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, các doanh nghiệp dân doanh có mức tiền thưởng cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, còn các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền thưởng cao nhất là 48 triệu đồng. Tại tỉnh Bình Dương, dự kiến mức thưởng Tết dương lịch năm 2023 bình quân của các doanh nghiệp là 1,1 triệu đồng, trong đó mức thưởng cao nhất là 38 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài. Với Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng Tết bình quân là 6,1 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,68 triệu đồng, cao nhất là 896 triệu đồng, thuộc về một công ty gỗ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đối với Tết dương lịch, tiền thưởng bình quân là 3,14 triệu đồng trên một người, thấp hơn 7,37% so với kết quả khảo sát của năm 2022, 3,39 triệu đồng trên một người. Tết Nguyên Đán, tiền thưởng bình quân là 12,88 triệu đồng trên một người, cao hơn 45% so với năm trước, 8,88 triệu đồng trên một người. Các doanh nghiệp trên địa bàn cho biết gặp khó trong việc thưởng Tết cho người lao động. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ.